cây mật nhân tăng cường, sinh lý nam giới. Yếu sinh lý là thuật ngữ chỉ tình trạng suy giảm chức năng tình dục ở nam giới với biểu hiện đặc trưng như giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, đau đớn khi quan hệ, khó có con. Đây là vấn đề nhạy cảm của cánh mày dâu, khiến quý ông cảm thấy chán nản, tự ti và mặc cảm. Nếu để tình trạng này kéo dài dễ dẫn tới tình trạng sờ chết căng thẳng, ảnh hưởng tới đời sống và hạnh phúc gia đình. Cây mật nhân từ lâu đã được xem là vị thuốc thảo dược giúp hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác nhau. Ngoài công dụng thanh mát, giải nhiệt. Cây mật nhân còn được sử dụng với tác dụng tăng cường sinh lý cho phái mạnh. Cây mật nhân thường gọi là cây bá bệnh, bách bệnh. Mật nhân chứa nhiều hoạt chất hóa học như chi tiết penoid và alkaloid, giúp làm tăng nội tiết tố nam một cách tự nhiên. Những hợp chất này còn có khả năng cải thiện tình trạng cương cứng của dương vật, rất tốt đối với người bị liệt dương. Cách làm thuốc chữa bệnh từ cây mật nhân. Dễ cây mật nhân đem rửa sạch, thái mỏng, phơi khô và nghiền thành bột mịn. Sau đó trộn bột với mật ong và vo thành viên hoàn nhỏ. Mỗi ngày uống 6 gang khoảng một muỗng canh uống với nước ấm vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ 1 giờ. Có thể sắc rễ cây mật nhân với nước và uống hàng ngày cũng cho hiệu quả tốt. Kiên trì sử dụng một thời gian sẽ nhận được kết quả điều trị như mong muốn, sinh lý phục hồi, họa mi lại hot, gia đình hạnh phúc êm ấm ngay. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh dược sĩ luận để biết nhiều cách chữa bệnh hay mỗi ngày. Cảm ơn và hẹn gặp ở video tiếp theo.